Xin kính chào toàn thể bà con. Các bạn đang xem video được quay trực tiếp tại kho hàng thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc. Chúng tôi thì chuyên cung cấp các thiết bị chăn nuôi cho lợn, cho gà, cho vịt. Hôm nay thì xin giới thiệu với bà con đó là sản phẩm tời cáp quay tay. Các loại từ 270 cân đến 1,2 tấn. Dạ vâng. Hàng Đài Loan, hàng Trung Quốc, hàng gia công. Chúng tôi thì vâng, đại lý là chuyên bán buôn bán lẻ nhé. Đây, tất cả các sản phẩm đây là tời cáp quay tay này, đầy đủ các tải trọng nhé. Thì trước tiên thì tôi xin giới thiệu với bà con các sản phẩm từ nhỏ tới to. Đầu tiên là sản phẩm 600 LBS. Đây, 600 LBS. Đây là hàng của Trung Quốc nhé. Hàng của Trung Quốc. Đây là hàng không có cáp ạ. Và hàng có cáp. Cáp đi theo 10 mét. Đây, một loại không cáp thì bên chúng tôi đang bán là giá là 300.000 đồng bao vận chuyển. Đây, hàng có cáp là 350.000 đồng bao vận chuyển. Đấy, hàng được ship toàn quốc. Bà con nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán cho bưu tá của bưu điện. Tải trọng kéo mặt đất là được 270 kg, tải trọng lưng là được 60 kg. Dạ vâng, rất chi là nhỏ này. Về chiều dài 12 cm, cái chiều cao của nó là 7 cm. Vâng, bản ngang của nó là 10 cm nhé. Dạ vâng. Giá bán 300.000 đồng loại không cáp và 350.000 đồng loại có cáp, bao vận chuyển toàn quốc ạ. Tiếp theo đó là sản phẩm mã 800 LBS. Đây, xin phép đây. Xin phép là sản phẩm này quên hôm qua là tôi chưa bỏ ra. Vâng. Mã là 800 LBS nhé. Vâng, đang hết chỗ để cho nên tôi xin phép là bỏ tạm lên đây. Mã của sản phẩm đây, bà con nhìn rõ này, 800 LBS. Vâng, đây hộp đấy ạ. Đây là hàng của Đài Loan nhé. Đây, bà con có thể nhìn thấy này, hàng của Đài Loan thì lúc nào nhông màu vàng hợp kim này. Đây, hàng của Tàu thì sẽ không bao giờ có sản phẩm này. Đây, nhông màu vàng hợp kim. Tải trọng kéo được 370 kg, tải trọng lưng được 80 kg. Giá bán của sản phẩm là 450.000, bao vận chuyển toàn quốc. Đây thì bà con. Đấy, cả tay quay nhé. Xin phép là tôi không nắp tay quay bởi tôi vừa bỏ trong hộp ra. Đấy, toàn bộ nhông hợp kim. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm mã 1200. Đây cũng là hàng của Đài Loan luôn này, nhông hợp kim nhé. Nhông hợp kim. Đây, tôi có một sản phẩm đó là của Tàu này. Đấy, của Tàu, mã 1400. Và có cả 1100 thì hình như là mẫu sẽ như thế này, sẽ như nhau. Thì với sản phẩm của Đài Loan, tải trọng kéo là 500 cân, tải trọng lưng là 200 cân. Giá bán, đây cáp đấy ạ, đi theo và móc cáp này. Giá bán là 650.000 đồng. Trong khi hàng của Tàu không cáp nhé, không cáp và có cáp thì chênh nhau có 50.000 thôi. Giá bán là 500.000 đồng. Đây, 500.000 đồng này, 650.000 đồng. Với tải trọng kéo 500 cân, tải trọng lưng 200 cân và mã 1200. Đấy, các bạn có thể so sánh trực tiếp luôn ạ. Tiếp theo sản phẩm của Tàu, mã 2500 LBS, một nhông. Đây, một nhông này, giá bán 650.000 đồng. Đấy. Đây ạ, đây cái này là một nhông này. Quay thì sẽ yếu hơn và nó sẽ nặng hơn này. Đấy, toàn bộ là bằng thép thôi nhé. Cáp đi theo đều, tất cả các loại tời là nếu đi theo cáp đều 10 mét nhé. Sản phẩm tiếp theo muốn quảng cáo với bà con đó là sản phẩm mã 2000 LBS. Đây ạ, mã 2000 LBS đấy ạ. Tải trọng kéo 900 kg, tải trọng lưng 350 kg. Đây là dòng 2 nhông. Và xin thưa bà con, đây là dòng 2 nhông ạ. Đây là 1 nhông này. Đây là dòng 2 nhông này. Đấy, na răng đúc kép, hàng hợp kim, hàng Đài Loan.
Tất cả loại tơi màu vàng đều là hàng của Đài Loan. Hàng này chỉ đặc quyền là bên tôi có này. Đấy, giá bán của sản phẩm là 1 triệu đồng bao vận chuyển toàn quốc ạ. Kích thước này, bản ngang này 22, chiều đứng của tơi là 15, chiều ngang là 15. Đấy, trên thân tơi thì sẽ có 4 nỗ bắt ốc hoặc là bắt vít. Mã của sản phẩm đây ạ, 2000 NBS. Tiếp theo sản phẩm cuối cùng xin giới thiệu với bà con, mã 2500. Dạ vâng. Đây cũng giống như sản phẩm 2500. Đây là hàng của tàu này. Đấy. Hàng của Đài Loan này. Đấy, với hàng của Đài Loan thì cũng là hai nhông ạ. Đấy. To hơn hàng 1 tấn kia nhá, 900 cân đi nhá. Là răng đúc kép này. Cáp đi theo 10 mét và móc cáp. Đấy, móc cáp đấy. Hàng này giá chúng tôi đang bán là 1.200.000 đồng. Tải trọng kéo 1 tấn 2. Tải trọng lưng 500 kg. Dạ vâng. Tất cả giá tôi báo là đã bao gồm chi phí vận chuyển. Bà con chỉ việc nhận hàng và thanh toán cho nhân viên bưu tá. Dạ vâng. Đây là địa chỉ của chúng tôi này, kho hàng thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc này. Địa chỉ Hiệu Trân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Khi bà con mua hàng thì nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Tất cả hàng của chúng tôi đều có bảo hành, xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng nhé. Dạ vâng. Xin cảm ơn bà con. Khi bà con đặt hàng thì không phải trả bất cứ một đồng nào trước, chỉ cần nhận hàng và thanh toán ạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn bà con. Chúc bà con một năm chăn nuôi làm ăn thuận lợi. Dạ vâng. Hãy nhớ đây là kho hàng thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc ạ. Dạ vâng. Cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại bà con.